Rồi, mở nô đây. Không ngon, không ngon. Nô, 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 nô. Nô ra đây. À, cầm quả bóng ra đây. Nô ơi, cầm ra đây. Chơi đây. Cầm bóng, cầm bóng ra đây. Cầm quả bóng ra đây. Bóng đâu? Cầm quả bóng ra. Cầm ra đây chơi đây. Cầm hắn cục kia vào đây. Cục xương đâu? Cục xương đâu? Ngồi xuống đi. Để cục xương đi nhá. Làm yên, làm yên. Một lần này hai thằng thôi nhá, hai thằng chỉ chạm nhau một lần thôi nhá. Tí nữa nô cầm cái cục này về nô gặm để cho nó sạch răng nhá. Mấy đứa mỗi đứa nó có một cục rồi nhá, cái răng bẩn hết rồi. Rồi, mấy con vịt không phải ồn. Vịt. Mấy con vịt. Nô yên đây nhá. Yên, yên, yên. Con nào ồn ào dọa nạt gì đấy? Hả? Con nào ồn ào dọa nạt gì? Ờ, nô rồi, ngồi đây. Nào xem. Được hết chưa? Bắt được hết hình chưa? Rồi. Nào, nô. No. Thôi đi. No. Bruno. Cầm đây, cầm đây. Nào. Thôi đã cô Vin. Đâu? Ôm đâu? Chích cắt này này. Không được hàm hè nhau nhá. Tại sao nô với Vin lại nô với lại Loki lại cứ ồn ào? Một lần quay một lần thôi nhá, để cho mọi người biết được là khi mà những cái con Rottweiler ấy nó ghét nhau hay là nó cảm thấy bị uy hiếp thì nó sẽ phản ứng như thế nào. Không có con nào nó sợ con nào cả và tất cả nó đều vô cùng ghê gớm chứ nó không có đơn giản. Nằm xuống. Nào. Nằm xuống, nằm xuống. Ôm nhau cái. Ừ. Đúng rồi. Thế là phải biết được là bình thường là nó là những em bé. Nào ngồi đây. Chân đâu? Chân chân. Đây. Nhưng mà nó khi mà nó có một cái gì đấy nó trùng lột thì nó lại là rất là ghê gớm, nó không phải chân đùa. Nằm đây, để có bóng vào đây. Nằm xuống, để chân lên đây.
nhá. Đứng yên, đứng yên. Đứng yên đấy. Răng nô hơi bẩn này đấy nhá. Phải chịu khó gặm mà chịu khó gặm xương nhá. Yên nhá, ngồi nằm yên để anh lau người cho. Nằm yên đấy, nằm yên. Yên đấy. Không, theo đít làm gì. Ra này. Nằm xuống. Nằm xuống, nằm xuống. Nằm xuống. Quay mông lại. Xích cái đầu ra đây. Quay mông lại đây. Mông đâu? Cho nên là không có tắm được. Xích lên. Rồi, nằm xuống. Ok. Úi trời, hài lòng. Rồi. Đã sạch đâu. Con nào hồn nào ấy nhỉ? Ta cô à? Ta cô ta kêu gì đấy? Lạ nhỉ? No. Hừ quá. Ờ ha 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 ha. Nô chơi một tí đi. Nô chơi một tí đi dài vàng. À. Chơi tí đi. Cầm quả bóng vào trong chuồng chơi nhá. Được không? Thế cầm quả bóng vào trong chuồng đi. Đi. Ok, xin chào mọi người.